mình sẽ pha cho các bạn cốc trà sữa. Hoặc uống trà sữa thì phải có gì? Chân châu. Đường. Mình sẽ cho chân châu đen này. Không thể quên chân châu trắng nữa. Mình không biết ăn chân châu nhưng mà chắc là ngon. Không thể quên một chút trà, rất nhiều trà. Và một lớp kem sữa lên trên. Cheese. Các bạn nghĩ là một cốc này thì bao nhiêu bao không? 300. 500. Con số của nó là 450 calo cho một cốc trà sữa bình thường. Nghĩa là nó chiếm gần hết số calo trong một bữa ăn của mình. Thế thì mình sẽ thử một đồ uống lại khác mà nó truyền thống hơn một chút. Chứ là chế đỗ đen của bà. Các bạn nghĩ là cốc này bao nhiêu calo? 50. Thì lượng được nhưng mà bằng cái lượng trà sữa mình hay uống sai mờ vậy ạ. Cao thì đến tận 420 calo. Cũng khá là nhiều, mình không thể tưởng tượng nổi nó nhiều như thế. Vậy thì trong tất cả các loại đồ uống giải khát mình có thể sử dụng thì làm thế nào để mình tìm được một đồ uống mà nó ít calo hơn và vẫn giải khát được? Các bạn chỉ có 350 calo pha với cacao. Và cũng một biến thể khác của loại đấy thì nó chỉ có 14 calo. Chỉ là loại đồ uống mà các oppa Hàn Quốc rất thích uống. Nó rất phổ biến ở Hàn Quốc. Nước lọc. Chủ đề là gì thì mời các bạn xem cái sau này. Từ nãy giờ là intro. Ok rồi. Theo các bạn biết thì cà phê nó rất là phổ biến ở trên thế giới. Lượng của nó là 2,25 tỷ cốc trên một ngày thôi. Nhưng mà không phải là ai cũng biết được câu chuyện đằng sau cà phê. Câu chuyện truyền thuyết. Câu chuyện nguồn gốc của cà phê, đúng không ạ? Thế nên hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi tìm hiểu câu chuyện nguồn gốc của cà phê. Ngày xưa ở Ethiopia thế kỷ thứ 9 có một anh chàng chăn dê, anh chàng này tên là Kadi. Anh chàng ấy vào một ngày đẹp trời thì vẫn như mọi ngày đi chăn dê và tự nhiên phát hiện ra là đàn dê của mình sau khi ăn một loại quả có hoa màu trắng và quả màu đỏ thì vẫn ăn xong rồi. Thì đàn dê nó bị tăng động, nghĩa là nó chạy nhảy khắp nơi từ sáng đến tận đêm khuya luôn. Mà có chuyện hay thì không thể giữ một mình được nên là anh phải mang đi kể với các nhà sư ở khu đền gần đấy. Dung quá. Anh phải chạy đi kể cho các nhà sư ở khu đền gần đấy. Nhưng đến tận thế kỷ 15 thì cà phê mới biết đến cách mà rang hạt cà phê lên và pha thành cà phê như bây giờ. Thì cà phê bây giờ được trồng ở rất nhiều nơi trên thế giới như bạn nhìn thấy đấy. Nó có ở vùng châu Mỹ Latin, châu Phi và cả châu Á nữa. Mà các quốc gia đây là các quốc gia trồng cà phê như Colombia, Brazil, Ethiopia, Việt Nam và Indonesia. Nhưng các quốc gia này đều có một đặc điểm chung là các quốc gia nằm ở cái vùng gần với xích đạo, được xích đạo. Mà vùng này gọi là vành đai cà phê. Cà phê thì chia làm hai loại là chủ yếu. Mà gọi là Robusta và Arabica. Thì để phân biệt hai loại này chỉ cần nhớ là loại nào trồng ở bên dưới như này sẽ gọi là Robusta. Còn nếu mà tôi đem cây này muốn trồng lên trên này thì sẽ là Arabica. Thì hai loại này, cái độ và so sánh, cái khác biệt lớn nhất của nó chính là độ cao. Nếu mà từ 200m đến 800m thì sẽ là Robusta, còn từ 800m đến 2000m là Arabica. Cái độ cao này nó sẽ tương đối thôi nhưng mà cũng trong khoảng đấy. Thì ở Việt Nam chủ yếu là trồng Robusta, vì Robusta cái thời gian trồng của nó sẽ nhanh hơn là Arabica. Nhưng mà trong khi đó thì Arabica là 70% sản lượng cà phê trên thế giới.
còn Robusta chỉ chiếm 30% thôi. Nhưng mà phần lớn phụ nữ thì thích dùng Arabica hơn vì hương thơm của nó sẽ ngọt dịu và đậm đà hơn. Còn trong nam giới thì thích những cái thứ nó mạnh mẽ nên là sẽ dùng Robusta nhiều hơn. Còn đây là đá chiết ra nổi tiếng người Pháp Fonte. Ông tự uống 50 cốc một ngày, nhưng mà ông thọ đến tận 83 tuổi. Thế nên là không phải là cà phê, tuy là có nhiều lợi ích nhưng cũng có nhiều tác hại, nhưng mà đây là một bằng chứng sống cho đời là cũng không hay lắm. Có thể là ngày xưa cà phê nó chưa tạp chất như bây giờ. Chắc là chắc là các bạn đã rất mệt rồi, đây cũng là một anh chàng rất mệt. Và một ngày anh rất mệt thì có một người đồng nghiệp mang đến cho anh một cái gì đấy, đó là màu gì ạ? Mang đến cho anh một cốc cà phê và các bạn nghĩ anh ấy sẽ thế nào ạ? Bừng tỉnh à? Bừng tỉnh luôn. Và đây sẽ là các tác dụng của cà phê: tăng trí tuệ, hết áp hiện miễn dịch và trí nhớ, đồng thời cũng giảm đau đầu và stress. Nhưng mà cái gì thì nó cũng có mức độ thì nó mới tốt, nên là quan trọng của hai chữ chỉ là điều độ thôi ạ. Mình cũng là người nghiện cà phê, nên là mình mong là sau bài này thì mọi người có thể tìm một thứ đồ uống mới cho mình thay trà sữa chẳng hạn. Thôi thế thôi ạ, và chương trình mình nên là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Ok rồi, cảm ơn em rất nhiều. Rồi, ok rồi, cảm ơn em rất nhiều. Ok rồi.